Hello, xin chào mọi người. Và lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái bộ trục quay mới của mình ạ. Đây, mình vừa làm xong. Đây là quay mình hàng cái Adro mọi người, 16 mọi người ạ. Với lại một cái đây là nằm trong cái bộ bay bữa trước đó mọi người, hôm trước á. Video trước mình có giới thiệu mọi người đó. Đây mọi người. Đó, đây là cái trục quay mà bữa trước mình đã làm rồi. Nhưng mà hôm nay là mình chế thêm cái trục quay đây mọi người. Đó, đây là cần quay, còn đây là trục quay. Đó, mình hàng một con ốc 16. Đó, với lại một cái cây sắt vuông 2 mọi người ạ. Kể cả vuông 1 của mọi người nha. Đó. Cái này là mình cần dùng. Cái đồ của gia đình đó mọi người. Nên là cái mình để lúc mình quay mình phải bỏ một cái ống fiber 4 vô đây nữa mọi người. Để lúc mình rút lên tôi dễ, mình nhắc cái chậu là dễ mọi người. Đó. Còn nếu mà mọi người để vậy á thì quay vẫn được, nhưng mà cái quá trình mà mọi người lúc mà tháo chậu ra sẽ bị vướng con ốc ra mọi người. Nên là rất khó mọi người ạ, rất khó tháo ra. Đó, nên là lúc quay mọi người phải bỏ vào. Thôi, không nói dông dài nữa. Bây giờ sẽ đắp vào thử cho mọi người xem. Đây là cái OB hôm trước là mọi người. Đó, OB của cần quay đây. Mình đắp vào luôn cho mọi người xem. Đối với cái trục quay này á, thì nói chung là nó rất dễ làm, nhưng mà đối với những người làm không được phải nhờ cơ khí mọi người nha. Đó, mình kết hợp một cái aero, mình có hàng sẵn một ống là mình đó, ở trong đã rỗng rồi. Đó, một cái khu vực này là để cho cái cần cái đầu trục á. Đó, mình cái lúc mình gắn cái này nè, gắn cái quả này đó thì bỏ nó mình có thể gắn vào được, phải đi lột vào trong cái lỗ này mọi người. Đó, mình gắn vào. Đối với cần quay mà có trục một cái OB này á thì nó độ rung lắc thì nó hạn chế tối đa mọi người nha. Còn đối với những cái cần cũ thì mọi người, hồi xưa mình làm bằng ống nhựa PC mọi người thì cái độ rung lắc nó vẫn có mọi người ạ. Mọi người thấy này, tuy á là mình làm cùng một loại nhựa nhưng mà cái độ rung lắc vẫn có mọi người ạ. Đây là cần mình là hoàn toàn bằng ống nhựa PC, mình quay những cái chậu nhỏ thôi mọi người nha. Còn đây là sao để mình chế thêm đây mọi người. Đây là cái phần làm bằng sắt. Đây là tầng thứ hai mình chế. Nhưng mình thấy cái độ rung lắc nó vẫn có. Tuy là vẫn cùng một loại sắt mọi người nhé. Bên này là cùng một loại nhựa, bên này là cùng một loại sắt. Nhưng nó vẫn độ rung lắc vẫn có được nhỉ? Ít nhiều vẫn có. Nên là mình mới làm theo cái loại sắt loại này. Và cũng báo với mọi người một cái tin là những cái giai đoạn về sau á thì mình sẽ làm và bán cái loại này mọi người nhé. À, nếu anh em nào mà cần á, thì cứ liên hệ với mình trực tiếp trên kênh hoặc là trên số Zalo của mình cũng được. Hiện tại thì cái giá mình chưa báo, nhưng mình để anh em mình cải tiến cho hoàn thiện luôn đó. Thì trước mắt mình giới thiệu anh em để anh em có thể tự làm được, nhưng rất đơn giản mọi người ạ. Đó, rất đơn giản đó, mọi người chỉ cần đó, cần giật cái sắt vuông 2 hoặc là cái sắt vuông 1 đó, mua cái vuông 16, 17 hoặc 18 nó phù hợp với lại cái lỗ của OB này. Đây, phù hợp với lỗ này để mọi người lúc mà mọi người cho vào thì nó rất chặt. Đó. Ở đây nó vẫn còn rung lắc nhưng mà mọi người kèm thêm cái này nữa. Đó, mọi người kèm thêm aero. Đây, mọi người hàng thêm một ống nhựa nữa, đó, ống sắt nữa. Đó, mọi người gắn vào nữa thì cái độ rung lắc hoàn toàn đó, thì nó hạn chế tối đa mọi người ạ. Lúc mọi người quay là nó rất hiệu quả, rất nhanh nè. Lúc mọi người đặc biệt là lúc quay hồ cốt á, hồ dầu á, hồ cốt xong đến quay hồ dầu á. Hồ dầu rất chuẩn. Đó. Thì có OB nó chịu cái chịu lực với lại nó gắn hết cái phần cái trục này. Đó. Cái cần với cái trục đó. Nên là lúc chạy á nó chạy một OB không, đây mọi người thấy đây, nó chạy một OB không. Đó, nên là nó rất cân đối mọi người ạ. Nó không bị rung lắc nhiều. Nó rất tiện trong quá trình mà mọi người có thể làm được cái chậu như ý mọi người nha. Sau đây thì mình sẽ lưu ý mọi người một số lưu ý để lúc mình làm cái trục quay mọi người mình có thể làm cái đặc hiệu quả nhất mọi người. Việc đầu tiên là mọi người chọn cái aero mọi người, aero với lại cái ngóc này nó sẽ phải hợp với lại cái lỗ của OB mọi người nha. Đây lỗ của OB mọi người đó, mọi người chọn phải hợp để mục đích là lúc mọi người cho vào đó, nó là hạn chế cái độ rung lắc tối thiểu mọi người nha. Đây là lưu ý thứ nhất này. Lưu ý thứ hai, một lưu ý thứ hai nữa là mọi người lúc mọi người làm cần quay này, đây ngoài này mình gọi là cái KB này, là cái nguyên cái OB này mọi người, với lại cái KB ở ngoài này
là nó phải chặt rồi nha. Nếu mà nó lỏng là quá trình mọi người quay sẽ bị rung lắc. Còn cái cách mà một điểm mọi người khắc phục là mọi người có thể làm những góc cong như mình thế này, góc cong này, nếu đã lỡ làm lỏng rồi mọi người làm ba góc cong thế này mọi người nhé, để mọi người siết góc cong lại đó, nó sẽ giữ được khẩu vị được chắc chắn. Rồi một lưu ý thứ ba này mọi người là lúc mà mọi người đổ cái trục quay này đó, cái trục quay này mọi người đổ xong thì lúc mà quay mọi người nhớ nè, phải dùng một cái ống ba tư. Ở đây mình chưa chuẩn bị ống ba tư nhưng mình ví dụ đi, đây là ống ba tư mọi người cho vào nó nằm ở phần, nó nằm ngang với lại phần của cái con ốc này, nó tạo được con ốc này, cái tán nó là lục giác, thì là quá trình mọi người rút ra rất khó, nó lâu tháo cái trục ra khỏi cái chậu mà đã rút rồi đó mọi người, rất khó đó. Nên đó, mọi người phải làm mà dùng một ống ba tư mọi người cho vào thế này đó, ngang với lại cái đặt đầu của cái con ốc này. À, lúc mọi người tháo cái trục ra khỏi chậu và đã quay rồi, mọi người giữa lật chậu lên đó, rất dễ. Còn nếu mọi người mà đã làm cái ống cái thân trục quay dưới mà nè, mọi người làm bằng ống cầu á, thì mọi người hàng vào đây, hàng trực tiếp cái đầu ống này, cái đầu của con ốc này đó, mọi người hàng trực tiếp vào xong thì mọi người cái mài nhẵn luôn cái phần những cái cạnh này của cái lục giác của cái ốc này đó, mọi người mài nhẵn rồi mọi người khỏi cần phải dùng cái ống ba tư kia mọi người nha. Đó, nếu mà mọi người ống tròn thì khỏi cần, mà điều ống vuông thì mọi người cứ bỏ ống ba tư vào cho dễ làm. Rồi một lưu ý tiếp theo nữa là cũng khá là quan trọng mọi người ạ, là lúc mọi người làm là tránh để rơi hồ cốt này rồi cát này vào ở phần này mọi người nhé. Nó rất gây mọi người lại, nó khó bỏ vào đó mọi người, cái gì cũng có ưa mà cái gì cũng có khuyết mọi người ạ. Nên là mình cũng chia sẻ với mọi người để mọi người có thể làm một cách là hoàn thiện nhất mọi người nhé. Rồi đến lúc mà mọi người xác định đã xong hết tất cả mọi việc rồi là lúc mà mọi người quay á, quay là mọi người nên cho một ít nhớt vào đây đó, lúc mà mọi người ấy quay đó, mà hạn chế tối thiểu là cát với lại hồ dầu hoặc là hồ cốt nó rơi vào đây. Rồi trên đây là cái cách mà mình chia sẻ đến mọi người cái cách làm trục quay với cái cần quay có hồ bi mọi người nhé. Trục quay này gọi là trục quay đa năng đó, nó có ob là mọi người đó, nó hạn chế được cái mức thấp nhất của cái độ rung lắc của cái trục quay để cho mọi người có thể quay được cái chậu đẹp nhất. Rồi cảm ơn mọi người đã xem cái video, nếu mọi người thấy hay thì mọi người cho một like, một lượt cái kênh và một lượt là chia sẻ với mọi người. Mọi người cũng đừng quên để lại những bình luận ở phía dưới video, những bình luận khác liên quan đến vấn đề làm chậu để mình có thể chia sẻ đến mọi người. Rồi chúc mọi người thành công, hẹn gặp lại mọi người ở các video sau.